quý vị, kính chào toàn thể quý vị đại diện các đoàn thể, cơ quan truyền thông và đồng hương. Chúng tôi là Minh Nguyệt, hân hạnh được dẫn chương trình buổi giới thiệu sinh hoạt của Ủy ban xây dựng quân cánh chính Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại ngày hôm nay. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin mời Không quân Lê Văn Hải lên để bắt đầu cho phần nghi thức khai mạc. Để bắt đầu buổi sinh hoạt, giới thiệu nghĩa trang quân cánh chính Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Xin mời tất cả quý niên trưởng, quý chiến hữu mặc quân phục xin lên đứng trước cờ. Xin mời tất cả quý khách, chúng ta cùng đứng lên để cử hành lễ chào quốc kỳ của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa. Các cựu quân nhân nghiêng chào tay chào. Quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Cộng hòa chấm dứt. Các cựu quân nhân đem tay xuống thao giếng nghỉ. Sau đây là một phút mặc niệm. Các cựu quân nhân nghiêng phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những bậc tiền nhân đã có công dựng nước trên 4.000 năm. Phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ trên nửa triệu thuyền nhân, bộ nhân đã bỏ mình trong biển cả rừng sâu trên đường đi tìm tự do. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến 59.000 chiến sĩ đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến quốc cộng, và đặc biệt ngày hôm nay cũng trong không khí đổ xuân, cánh chính Việt Nam Cộng hòa phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn người lính Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong cuộc chiến. Thân xác họ đã tan vào lòng đất mẹ để những cánh hoa đào, hoa mai nở thêm tươi thắm, đem lại trên 20 mùa xuân cho người miền Nam trong tự do dân chủ, trong những mùa xuân ấm áp hạnh phúc. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
mặc niệm chấm dứt. Các cựu quân nhân thao diễn nghỉ. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Xin mời tất cả quý khách an toàn. Kính thưa toàn thể quý vị, buổi tổ chức giới thiệu Ủy ban xây dựng nghĩa trang quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại hôm nay, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp quý vị quan khách, đại diện các đoàn thể, các cơ quan truyền thông, quý thân hào nhân sĩ. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin được mời bà Phạm Thiên Thanh là trưởng ban tổ chức, bà hiện cũng là cố vấn cho Hội Phụ Nữ Âu Cơ trên thế giới, sẽ lên có đôi lời chào mừng đến quý vị quan khách ngày hôm nay. Xin hân hạnh mời bà trưởng ban tổ chức Phạm Thiên Thanh. Thiên Thanh xin trân trọng kính chào tất cả quý đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương San Jose. Thật sự ra Thiên Thanh không phải là trưởng ban tổ chức, mà trưởng ban tổ chức là bác sĩ Phạm Đức Vượng. Nhưng mà vì bác sĩ có chuyện gia đình cho nên bác sĩ phải đi Houston, thành ra Thiên Thanh thay thế. Thì cho Thiên Thanh nói đôi lời. Bác sĩ Vượng và Thiên Thanh cũng như chi hội Âu Cơ ở San Jose nhận thấy việc làm của Ủy ban xây dựng nghĩa trang quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại ở dưới Nam Cali là một việc làm rất có ý nghĩa, cho nên chúng tôi xung phong đứng ra để tổ chức. Rất tiếc rằng là ngày hôm nay ở San Jose có nhiều sinh hoạt cộng đồng khác như là hội chợ Tết sinh viên, mà cá nhân của Thiên Thanh cũng như các chị trong Âu Cơ cũng phải có mặt ở tại hội chợ ngày hôm nay. Thành ra số người tham dự không có đông đảo, nhưng mà quý vị có mặt ở đây thì đó là một sự trân trọng đối với ban tổ chức. Ban tổ chức rất cảm ơn sự hưởng ứng của quý vị. Sau đây Thiên Thanh xin cảm ơn những người sau đây: anh Mai Khuyên, anh Không Quân Lê Văn Hải và các anh chị em trong ban văn nghệ đã đến đây để giúp vui cho chương trình cũng như giúp tổ chức chương trình ngày hôm nay. Thiên Thanh xin nhường lời lại cho cô Minh Nguyệt để điều khiển chương trình. Xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn bà Phạm Thiên Thanh. Kính thưa quý vị quan khách, bác sĩ Trung Chỉnh hay còn gọi là bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh là bác sĩ quân y của sư đoàn thủy quân lục chiến, đã từng tham dự mùa hè đỏ lửa năm 1972 ở Việt Nam, nhiệm sở chót là bệnh viện tiểu khu Long Khánh trước khi mất nước năm 1975. Thời gian phục vụ của bác sĩ tại Oklahoma Veterans Center Hospital từ năm 1986 đến năm 2004. Sau đó, ông về định cư tại Orange County và mở phòng mạch tại đây. Từ trước năm 2010, bác sĩ Trung Chỉnh đã góp phần vào việc xây dựng nghĩa trang quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa thuộc thành phố Adelanto, quận San Bernardino, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị Chủ tịch Ủy ban xây dựng nghĩa trang quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại. Xin quý vị cùng chúng tôi chào đón bác sĩ Trung Chỉnh. Xin cảm ơn cô Minh Nguyệt. Dạ, kính thưa quý vị trưởng thượng, kính thưa quý vị chiến hữu, kính thưa quý vị đại diện cho các hội đoàn, các đoàn thể và tổ chức, quý vị đồng hương ở San Jose. Chúng tôi cũng trước nhất cũng cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi có cái cơ hội lên đây để trình bày cùng quý vị một cái chương trình mà chúng tôi đã ôm ấp từ nhiều năm nay ở quận Cam, và chúng tôi cũng đã có phổ biến rất nhiều trên tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Hôm nay một ngày
đẹp trời. Ngày hôm qua thì các anh em lái xe lên đây thì trời mưa, thành ra cũng bị chậm trễ. Nhưng mà hôm nay trời ấm áp. Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ Huỳnh Văn Chính, mà bà con gọi tôi là ca sĩ Trung Chính. Có nhiều người bảo rằng là gọi tên tôi là ca sĩ bác sĩ thì cũng được, cũng được. Có nhiều người gọi tắt hơn thì gọi bảo là ca bác sĩ thì cũng được. Nhưng mà có người gọi là bác ca sĩ thì tôi thấy hơi già. Mặc dù mình cũng già rồi, phải không quý vị? Dạ thưa quý vị, hôm nay thì ở ngoài trời thì hơi lạnh hơn ở dưới Cali, ở dưới quận Cam. Nhưng mà ở trong này tôi thấy quý vị đến dự mà đông đảo như thế này, tôi cảm thấy rất là ấm cúng. Mà trong hội trường cũng rất là ấm cúng. Tôi xin thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều. Và để khởi đầu là chúng tôi xin trình bày cái công việc của anh em chúng tôi làm trong khoảng thời gian hơn 7 năm qua. Kính thưa quý vị, vào khoảng năm 1210, có một nhóm anh em cựu tù nhân chính trị đã nhìn thấy cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa ở Việt Nam bị chính quyền Cộng sản bỏ hoang, trở nên hoang tàn sơ xác. Ở đây, xin lỗi quý vị một chút, trước khi mà chúng tôi trình bày cái công trình của chúng tôi, chúng tôi cũng phải giới thiệu cái ban lãnh đạo của chúng tôi nữa. Chúng tôi hơi thiếu sót phần này, xin quý vị tha lỗi. Chúng tôi hôm nay có sự hiện diện ở đây, quý vị nhìn thấy thì ngoài tôi ra thì có anh Trần Duy Biên. Anh là hồi xưa anh Trần Duy Biên là sư đoàn 21 bộ binh, anh là phó chủ tịch. Cái đó là anh Phạm Hiền, mời anh Phạm Hiền. Anh Phạm Hiền là tổng thư ký của chúng tôi, anh là biệt động viên. Cái đó là anh Nguyễn Tấn Phú, anh không có mặt ngày hôm nay. Anh Phú thì anh hồi xưa anh là trong cảnh sát, anh là trưởng ban kế xây dựng. Và anh Trần Văn Hưng, anh Hưng đây, anh Hưng có mặt ngày hôm nay, anh Hưng mời anh lên. Thì anh Hưng là trong cái ủy ban kế hoạch và coi sóc toàn thể công việc của chúng tôi trong cái công của ủy ban. Ngoài ra chúng tôi có hai anh bạn, đó là trong cái ban giám sát chúng tôi có anh Đào Hòa, mời anh Đào Hòa đứng về ban giám sát. Anh Đào Hòa, anh trước là anh biệt kích, anh đi làm việc với lại có lính Mỹ nhiều. Anh Đào Hòa, anh mỗi tuần lễ chúng tôi họp đó thì chúng tôi có báo cáo tài chính, thì anh coi xét từng một coi là vô bao nhiêu ra bao nhiêu, ai mà xài gì có đi một xu thì anh cũng phải hỏi cho ra. Dạ vâng. Cái đó chúng tôi có anh bạn, những người bạn thân của chúng tôi cũng là hội viên. Thứ nhất là kể cựu không quân Võ Ý, anh Trung tá Võ Ý. Dạ vâng. Anh là hội viên nhưng mà cũng là bạn thân hữu và giúp chúng tôi rất nhiều về cái phần báo chí, trưởng ban báo chí. Cái đó là anh Hoàng, anh Trần Hoàng. Anh Hoàng thì anh rất là năng động, bạn thân nhưng mà giúp chúng tôi rất nhiều trong cái ban tổ chức. Và chúng tôi còn về ban kỹ thuật, chúng tôi có anh Tạ Tính. Anh Tạ Tính, anh có master toán, anh làm việc trong một công ty lớn ở dưới quận Cam, California. Hình như tôi đầy đủ hết rồi, nhưng mà còn một người nữa, bạn cũng là thân lắm với tôi, mà không có người này là tôi không làm được gì hết. Đó là người bạn đời của tôi, cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Phượng ở đằng sau quý vị. Dạ ơn. Dạ. Nhà tôi và tôi đã ở với nhau gần 50 năm và chúng tôi có 4 con, 13 cháu nội ngoại. Dạ thưa quý vị, để tôi xin đi vào chương trình. Thì đây chúng tôi giới thiệu thêm là ban giám sát có chiến hữu Đào Hòa với lại ông Đông Y Sĩ Phùng Ngà. Ông đang làm nghề chăm cứu ở dưới quận Cam. Tiếp theo tính, chúng tôi có anh Trần Đoàn. Anh là kỹ sư về khoa học không gian, anh về vấn đề chuyên môn, cũng như anh Tạ Tính là giúp chúng tôi vấn đề kỹ thuật. Đây là văn phòng của ủy ban của chúng tôi, thì
Chúng tôi có cái business card để chung được chúng tôi. Quý vị nào muốn tìm hiểu, à, ở đây chúng tôi có một cái sự hiện diện đặc biệt của kiến điêu khắc gia Phạm Thế Trung. Chút nữa để chúng tôi giới thiệu ông Phạm Thế Trung nhiều hơn. Anh hôm nay cũng đến dự cái hội chợ, nhưng mà anh ghé với chúng ta một chút là tại vì trong cái chương trình mà tổ chức cái nghĩa Dũng Đài thì có khắc tượng năm vị tướng Tuấn Tiết của Việt Nam, thì anh Phạm Thế Trung, anh điêu khắc gia Phạm Thế Trung là cái người phụ trách làm công việc đó. Bây giờ chúng tôi xin đi vào chi tiết của chương trình. Thì như đã trình bày với quý vị là cách đây hơn 7 năm, các anh em cựu tù nhân chính trị ở dưới California, ở quận Cam, California đã nhìn thấy cái nghĩa trang Biên Hòa ở Việt Nam bị bỏ hoang. Quý vị đã nhìn thấy đây là một trong số những hình ảnh cũ của hồi đó. Quý vị nhìn thấy cái tượng Thương Tiết bị giật sập khi mà dạ, cái đó là cái phần ấy, và cái đó là chút nữa mình giới thiệu sau. Cảm ơn vợ ý. Rồi cái cổng vào, đây là cổng vào của chúng ta. Còn ở trong thì các bức tượng, các cái cây mà quý vị thấy là những anh em chuyên môn cho rằng là những cây muồn, nó cao, rất là cao, và nó đâm vào những cái rễ cây, những cái quan tài của các chiến hữu của chúng ta ở bên ở Sài Gòn. Đây là một số những tượng nó được tu bổ rồi, chứ còn nếu không thì đây là những cái bên nó mổ đã được tu bổ rồi, chứ cái nếu không thì là các ngôi mộ nó bị, nghĩa là bị những cái cây nó bật tung rễ lên xơi xác. Dạ vâng. Thành ra đó là các anh mới ngồi lại với nhau là nói rằng mình phải làm một cái gì cho các anh em đồng đội của mình đó. Thành ra mấy anh mới thành lập một cái ủy ban xây dựng nghĩa trang quân cách chính Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái tâm hồn của các anh rất là tốt, nhưng mà phương tiện tài chính thì không có. Lúc bây giờ thì tôi mới gia nhập chung với các anh. Tôi nói bây giờ tôi sẽ cố gắng cùng các anh, chúng ta làm thế nào để chúng ta thực hiện cái chương trình này. Đó là cái lý do mà tại sao cái ủy ban xây dựng nghĩa trang quân cách chính Việt Nam Cộng Hòa ra đời. Và cái ủy ban này ra đời đó nhằm mục đích để làm một cái dựng một cái nghĩa trang quân cách chính Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại. Thứ nhất là để nhớ ơn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và thứ hai là vinh danh họ, những người đã chiến đấu để bảo vệ nền tự do độc lập cho miền Nam Việt Nam. Đó là hai lý do chính mà các anh em đã ngồi lại với nhau để thành lập Ủy ban Quân Cách chính Việt Nam Cộng Hòa. Thứ nhất, để nhớ ơn các chiến sĩ và để vinh danh họ. Và đây là cái hình chụp, một trong những cái hình chụp mà anh kiến trúc anh Phạm Thế Trung, anh đứng đây, anh đã có cái xây, là anh làm một cái mẫu tượng Thương Tiết để anh đem qua ở chỗ vùng Cam cho chúng tôi lúc mà chúng tôi gặp nhau ở đó. Và sau này thì anh có cái ý nghĩ là, hoặc thì chúng tôi sẽ nhờ anh, hoặc là anh có ý nghĩ là anh sẽ làm một cái tượng Thương Tiết lớn để lại trước cái nghĩa trang quân cách chính Việt Nam của mình, là một phần trong cái công trình của mình. Thì tiếp theo, ở đây thì quý vị thấy là cái sinh hoạt của chúng tôi là trong thường kỳ chúng tôi sinh hoạt ở tại cái ủy ban của chúng tôi, và kỳ này là chúng tôi có họp báo, có mời các quý đại diện báo chí tới để mà tham dự với chúng tôi. Và đây là ta, để quý vị thấy là ngày 12 tháng 10 2012 là chúng tôi gặp ông bà chủ đất. Đây là ông bà chủ đất để chúng tôi lên trên cái tỉnh nó gọi là Adelanto, thuộc County San Bernardino, California, và chúng tôi mua một cái sở đất của ông bà này. Cái lý do là tại vì đất ở dưới ngay tại quận Cam, Little Sài Gòn rất là mắc. Một cái mẫu đất ngay tại trung tâm quận Cam là 3 triệu đô la. Thành ra là chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không có khả năng để mà kiếm mua những cái sở đất ở tại quận Cam. Mà nếu mà mua được cái sở đất ở quận Cam đi nữa, thì đất ở quận Cam là người ta đã quy hoạch hết rồi. Thí dụ người ta nói chỗ này đất làm nhà,
gia cư, cái chỗ kia là làm công xưởng, người ta đã có quy hoạch hết, thì mình xin vào để mình làm nghĩa trang quốc kháng chiến miền Nam Cộng Hòa, người ta đâu có cho quý vị. Thành ra là chúng tôi đi kiếm nhiều năm trường, nhiều năm chúng tôi đi khắp các nơi ở xung quanh của quận Cam, là cuối cùng là chúng tôi mới lên được ở cái khu đất đó. Sở dĩ chúng tôi lên đó là tại vì trên cái xa lộ đó, đó gọi là 395, là một cái ngã tẻ của xa lộ 15 đi hướng Bắc về Las Vegas, thì đã có một cái chùa gọi là chùa Chân Nguyên. Cái chùa đó cũng nằm cạnh xa lộ 395, một cái ngôi chùa rất đẹp mà chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị cái ngôi chùa này. Đây là cái hình chụp của cái lô đất của mình. Và từ cái chùa đó lên cái lô đất của mình 18 dặm nữa là tới cái khu đất của mình. Và cái khu đất của mình anh Hoàng anh Đương cố gắng anh ấy đây. Chắc mình cũng không cần đi xuống, nhưng mà điều là đại khái thì quý vị thấy cái lô đất của mình đó là rộng 55 mẫu. Chúng tôi để hai cái cổng tạm là tại vì mình chưa có giấy phép xây dựng, người ta không cho mình làm bản lớn. Đại khái thì chúng tôi làm hai cái bản nhỏ, và nhìn sâu vào trong thì có cái dãy đồi đằng cuối, là thành ra cái đất của mình lên tới nửa đỉnh đồi, 55 mẫu quý vị, và chúng tôi đã trả hết rồi, trả tiền đất xong hết rồi. Cảm ơn Hoàng. Dạ vâng. Đây là chùa Chân Nguyên. Cái ngôi chùa Chân Nguyên và cái ngôi chùa chúng tôi đã giới thiệu quý vị nằm ngay trên cái đường xa lộ 395. Thì từ cái ngôi chùa này lên tới đó 18 mai nữa là đất của mình. Và đất bây giờ là thuộc sở hữu của Ủy ban xây dựng nghĩa trang quân cái chính Việt Nam Cộng Hòa. Và đây là chúng tôi gặp cái người ông này, ông tên là Nash Mooney. Ông là cái người xây cái chùa Chân Nguyên từ cái viên gạch đầu tiên lên tới ngôi chùa nguy nga tráng lệ ngày hôm nay. Ông là cái người cất cái chùa đó. Và ông nhận lời giúp chúng tôi để xây những cái đồ án của công trình này. Dĩ nhiên là khi mà ông nhận giúp chúng tôi thì ông cũng sẽ giúp chúng tôi một cách gọi là tương đối là tiết kiệm, để cho đời họ cũng biết là mình không phải là người giàu có gì đó. Thì đây là cái đồ án sơ khởi ông vẽ đầu tiên, cái đồ án của nghĩa trang quân khai chiến Việt Nam Cộng Hòa. Cái chi tiết nó rất nhiều nhưng mà chúng tôi sẽ đi lần được. Đây là cái cổng đi vào cái nghĩa dũng đài, đi tới cái bảo tàng viện đằng sau, thì quý vị sẽ nhìn thấy cái xung quanh cái những cái bức tranh của chúng ta ở ngoài kia để chúng tôi giới thiệu lần lần. Đây là anh em chúng tôi lên trên cao thị San Bernardino để xin phép. Đây là cách đây chừng khoảng 5-6 năm về trước, lúc đó cái bản vẽ chúng ta còn sơ sài lắm. Đây tiếp tục đi. Đây là chúng tôi họp với các giới chức của chính quyền San Bernardino. Vấn đề xin phép cũng xin thưa quý vị là nó không có dễ dàng. Và bây giờ chúng ta sau khi mua đất rồi, chúng ta có bản vẽ sơ khởi rồi, thì cái vấn đề tiếp theo là chúng ta đi xin phép. Và quý vị thường thường hỏi tôi là tại sao tới giờ này mới mà chưa có giấy phép, thì cũng xin thưa quý vị, thứ nhất là cái đất chúng ta chưa trả xong. Cho tới giờ này tháng 10 năm ngoái là chúng ta mới trả xong cái đất này. Cái thứ hai là xin phép thì phải có một người đó, như cái thầu khoán là ông Nash Mooney hồi nãy đó, là ông sẽ vẽ cái đồ án cho mình và ông đứng ra ông vẽ tất cả những cái chi tiết trong cái bản vẽ của đồ án và ông đi xin phép. Thì khi xin phép đó, ông giao cho chúng tôi ba cái phần để chúng tôi xin phép trước. Trong ba cái phần đó là có cái phần về vấn đề environment là môi trường, về vấn đề development là phát triển của kế hoạch, và fire department là về cái hỏa hoạn. Thì giấy tờ ông soạn chưa xong, thành ra có một anh bạn đương tiếp tục trong tuần rồi tiếp tục tiếp xúc với lại cao ti của chính quyền San Bernardino để xin những chi tiết. Sau đó thì chúng tôi sẽ mang tất cả những cái đơn đó lên cho họ để xin cái giấy phép. Ba cái giấy phép sơ khởi đó, nếu mà họ cho thì mới nộp chung, gộp chung với tất cả đồ án. Tại vì quý vị nhìn thấy cái đồ án nó rất nhiều. Đây là cái cổng, và đằng kia cũng có một số nữa để chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị. Đây là cái văn phòng, office, dạ vâng. Đây là cái bảo tàng viện. Đây là bảo tàng viện, dạ vâng. Tiếp theo, đây là nghĩa dũng đài.
Thì cái nghĩa giống đài này, quý vị sẽ thấy rằng là nó có tượng năm ông tướng ở đằng trước, cũng như là sáu bức tường xung quanh để mà ghi tên các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì đất nước. Và chút nữa chúng tôi sẽ mời anh Phạm Thế Trung lên giải thích thêm về cái công trình này. Chúng ta có những cái hồ để cho bà con sau này lên để mà cắm trại, camping xung quanh. Đây là nhìn tổng thể ở trên xuống, thì chúng ta có cái cổng đi trước đi vào cái nghĩa giống đài và đi cái bảo tàng viện. Bên đây là những cái lô đất chôn. Ở đây là những cái lô đất chôn và ở đây là những cái chỗ để tro, ở đây là hai cái hồ. Quý vị nhìn thấy là cái phần chôn cất có thể nằm ở đây nữa, thì nó chiếm khoảng phân nửa của cái công trình của mình. Cái phần chôn cất đó, chúng tôi sẽ làm sao? Cái phần trước đây là cái cổng này và cái nghĩa giống đài, chúng tôi sẽ thực hiện trước, chúng tôi sẽ làm từng phần. Thằng quý vị nói rằng là cái công trình lớn như vậy làm sao làm cho nổi? Chúng ta sẽ làm từ từ, chứ chúng ta không thể nào làm luôn một lần, quý vị. Thật ra là cái ngay cái cổng này thì cái ông Nát ông nói rằng là chúng ta tốn khoảng 30.000. 30.000 tôi nghĩ tôi lo được. Ok. Rồi tới cái nghĩa giống đài thì ngoài cái tượng năm ông tướng, chút nữa sẽ điêu khắc gia Phạm Thế Trung sẽ nói với quý vị về cái đề này, thì chúng ta sẽ có những cái bức tường đá đen để mà ghi tên các chiến sĩ. Thì tôi đoán là dự trù là khoảng 500.000 đô la, thì cũng có một số đoàn thể đã hứa giúp chúng ta rồi. Trước khi đi tiếp nữa thì để xin mời điêu khắc gia Phạm Thế Trung lên đây để ông trình bày tiếp cái công trình của ông. Mời lên. Xin cảm ơn anh Trung Chỉnh. Xin kính chào quý vị. Tôi là Phạm Thế Trung, đến từ Canada, đó là điêu khắc gia. Và nhân đây thì anh Trung Chỉnh có mời đến để nói một số chi tiết về năm tượng của năm tướng Việt Nam Cộng Hòa tướng tiết ngày 30 tháng 4. Xin giới thiệu bằng hình, bởi vì không biết anh Tính anh có trên đó không. Dạ, thì tôi cũng sẵn đây, tôi đem theo cái hình chụp ra. Đây là bức tượng mà chúng tôi đã làm xong bằng thạch cao. Chiều cao là 4 feet rưỡi. 4 feet rưỡi thì 4 feet rưỡi tôi nghĩ là cỡ này. Đó, cỡ này. Và đây là tượng bán thần của tướng Lê Văn Hưng. Đây là một cái. Đây, cái tượng thứ hai, đây là tướng Lê Nguyên Vĩ. Đây là tượng thứ ba là tướng Phạm Văn Phú, thiếu tướng Phạm Văn Phú. Đây là thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam. Và đây là trung tướng Trần Văn Hai. Kính thưa quý vị, trước nhất là tạo hình thì chúng tôi làm cái này bằng đất sét, rồi từ đất sét mới đổ ra thạch cao, rồi từ thạch cao mới đúc ra đồng. Thành ra nó có chia ra làm 3 giai đoạn, nhưng mà 2 giai đoạn đầu là tôi đã làm xong, là giai đoạn đất sét ra thạch cao. Nhưng mà hiện tại thì năm cái tượng này có thể đúc ra bằng đồng bất cứ lúc nào khi chúng ta có cái budget thẳng hồi. Đó là về cái phần kỹ thuật về vấn đề mà năm vị tướng tượng tiết. Tôi xin trình bày sơ sơ. Đây là cái hình mà mô hình mà hồi trước khi mà anh Trung Chỉnh anh có miếng đất thì chúng tôi cũng có tham khảo qua và chúng tôi làm về cái design. Thì thật sự cái design này thì nó cũng đa ná với cái hình của ông Nash. Thì tùy theo cái cảnh quan, thí dụ mình muốn làm cây cảnh đó, thì mình thay đổi. Nhưng mà phía trước thì có cái hình vòng cung. Phía sau lưng của năm vị tướng thì có hình vòng cung tượng trưng cái dòng tay ôm, giống như là nửa dòng trái đất. Cái ý nghĩa là giống như nửa dòng trái đất, mình ở xa rời quê hương chúng ta, nửa dòng trái đất mà cũng giống như một cái bàn tay ôm với năm vị tướng ở phía trước. Sở dĩ tại sao mình làm năm vị tướng, tại vì nói về binh chủng thì có nhiều
có nhiều thành phần quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có những người lính cũng tưởng tiếc, hay là những người tá là cấp úy cũng có, nhưng mà tôi xin được đặt ra ở đây là cấp tướng, là vị lãnh đạo tối cao nhất của khắp bốn vùng chiến thuật. Đó là một cái biểu tượng gì nhé. Xin nói cho rõ về vấn đề đó. Và năm bức tường, sáu bức tường đá đen chia ra làm ba đoạn đó, mỗi đoạn là hai phần, nhân cho ba đoạn là sáu phần, thì cái hình vòng cung nó cũng rất là lớn, có thể đường kính nó gần là 100 feet, đường kính có thể là nó là 100 feet, dạ. Còn bán kính thì coi như là 50 feet. Đó. Tùy theo khi mà cái bản vẽ cái lô đất của ông Nash á, ông làm chi tiết ra đó, thì mình có thể nới rộng ra thêm một ít hay là giữ như cũ. Thì quý vị thấy là cái bức tường đá đen đó thì sẽ được làm bằng đá granite đen và khắc tên trên đó những lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa của mình đã hy sinh. Và có tam cấp đi đi lên trên cái khán đài, và cái chính giữa chắc có thể là tôi trên thớp cái đài thì có cái huy hiệu quốc huy. Dạ. Rồi phía dưới đây thì có một cái pano là tổ quốc ghi ơn. Và cái phần phía dưới cái thân từ ngay chỗ này đi xuống tới đáy là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, sẽ được cẩn bằng đá mosaic. Mosaic thì nó sẽ không bao giờ phai mờ theo thời gian. Nó giống như là mình kêu là mosaic là giống như là ceramic ấy, mà nó bằng màu. Thì có hai màu đỏ và vàng. Thì mình cẩn lên đó thì theo thời gian nó tồn tại rất là lâu. Mà hiện tại cái này thì ở tại San Francisco có một công ty làm rất là good, rất là tốt. Mình sẽ order mà nó tồn tại ở ngoài outdoor rất là bền. Chứ chúng ta không phải là lấy dầu sơn. Không có dùng dầu sơn. Tất cả chúng ta đều bằng gạch hết. Rồi cái thân có thể là bằng đá đá thiên nhiên đó. Đá natural stone và hai cái trụ hai bên, hai cái tháp hai bên để tượng trưng cho lòng tưởng niệm. Rồi phía trước đây là năm bức tượng vị tướng của năm vị tướng trụng tiến bằng đồng. Nói chung là cái vật liệu này thì nó bền vững theo thời gian. Còn cái phần landscape này thì mình tùy thuộc theo cái nhu cầu của mình làm cảnh quan như thế nào thì tùy theo lúc đó mình sẽ có cái kế hoạch. Tới đây tôi nghĩ là cũng tạm đầy đủ.